Galaxy A53 tầm trung sắp ra mắt của Samsung đã là một phần của các tin đồn từ khá lâu. Hôm nay, blog công nghệ 91 Mobile của Ấn Độ đã đăng tải những gì họ tuyên bố là những hình ảnh trực tiếp đầu tiên của Samsung Galaxy A53. Các bức ảnh chứng thực những gì chúng ta đã biết về thiết kế và thiết bị dường như có cụm camera sau 4 khá giống với cụm camera mà chúng ta đã thấy trên người tiền nhiệm của nó. Vào tháng 11 năm 2021, chúng tôi đã báo cáo về việc thiết bị nhận được một nâng cấp đáng kể về ngoại hình so với người tiền nhiệm của nó Galaxy A52. Một tháng sau, các báo cáo xuất hiện về việc chiếc điện thoại này có thể sẽ có các biến thể Snapdragon và Exynos riêng biệt. Hôm nay, chúng ta đã biết thêm thông tin xung quanh A53 dường như cho thấy sự ra mắt của thiết bị này sắp diễn ra. Thông số kỹ thuật được tiết lộ trong một dò rỉ riêng. Những người tại Mi Smart Fridge đã quản lý để tìm thấy các tham chiếu đến Galaxy A53 trên nền tảng chứng nhận 3C của Trung Quốc. Trên trang web, Galaxy A53 được gọi bằng tên mã nội bộ là SMA5360. Trước đây, chúng tôi đã báo cáo về sự tồn tại của 3 biến thể khác nhau của các số model Galaxy A53 mang số hiệu SMA536U, SMA536B và SMA536I. SMA536 hiện là phiên bản mới nhất. Danh sách 3C cũng cho thấy khả năng Samsung sẽ xuất xưởng điện thoại với bộ sạc 15W, mặc dù thiết bị này được đồn đại là sẽ hỗ trợ sạc nhanh 25W. Sau khi điện thoại xuất hiện trên một nền tảng chứng nhận khác có tên là TENAA, nhiều khả năng Galaxy A53 sẽ nhận được tấm nền FHD cộng AMOLED 6,46 inch với máy quét vân tay dưới màn hình và một nót đục lỗ ở trên cùng. Danh sách cũng chỉ ra các tùy chọn lưu trữ 128GB và 256GB với hỗ trợ lên đến 8GB RAM. Bản nâng cấp năm 2022 cũng có thể khiến Galaxy A53 bị ảnh hưởng một chút về dung lượng pin. Không giống như pin 4500mAh trên A52, người kế nhiệm của nó có thể sẽ có pin 4860mAh, mà Samsung sẽ bán ra thị trường là 5000mAh bằng cách làm tròn. Khi ra mắt, Galaxy A53 sẽ trở thành điện thoại đầu tiên sử dụng chipset Exynos 1200, điều mà Samsung có thể sẽ công bố trong vài tuần tới. Biến thể này sẽ được bán ở các nước Nam và Đông Nam Á. Biến thể tại Hoa Kỳ của Galaxy A53 dự kiến sẽ sử dụng hệ thống Qualcomm trên chip. Mặc dù chúng ta không biết khi nào Samsung dự định ra mắt Galaxy A53, nhưng có nhiều khả năng điện thoại sẽ ra mắt tại châu Á trước khi Galaxy S22 ra mắt. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.